Mến chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh Khám phá cùng Giang. Thưa các bạn, những hình ảnh vừa rồi các bạn vừa xem là những chiếc lồng đèn trung thu được làm bằng lon sữa bò. Đây là những chiếc lồng đèn gắn liền với tuổi thơ của thế hệ 7X, 8X. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm lồng đèn từ lon sữa bò nha các bạn. Mời các bạn cùng theo dõi. Đây là những vật liệu để chúng ta làm ra lồng đèn lon sữa bò. Đó là dây chì, một thanh ống nhựa dài khoảng hơn 1 mét. Và không thể thiếu là lon sữa bò các bạn, và một số vật liệu khác, cần thiết khác. Bây giờ chúng ta bắt đầu tiến hành thôi. Đầu tiên là chúng ta lấy một ống nhựa dài khoảng 1 mét. Hồi xưa là mình hay dùng một khúc cây hoặc là một thanh tre. Bây giờ mình dùng ống nhựa vẫn được. Sau đó chúng ta dùng một thanh sắt nhỏ, hơi lửa cho thật nóng. Rồi chúng ta khoan một lỗ ở một đầu ống nhựa. Rồi dùng một dây chì cắt thành hai đoạn. Chúng ta xỏ qua cái lỗ chúng ta vừa khoan ở một đầu ống nhựa đó các bạn. Và tiếp theo chúng ta dùng một cái đinh đục lon sữa bò. Một lon chúng ta phết hết một mặt rộng ra, một mặt còn lại chúng ta đục nhiều lỗ theo hình dạng ngôi sao, hai hình tròn, hoặc là các bạn đục theo tùy ý các bạn, theo hình dạng nào cũng được. Còn lon thứ hai á, chúng ta giữ hai mặt nguyên và đục ở giữa mỗi mặt là một lỗ, rồi chúng ta sâu các lon sữa này vào. Phía trên sợi dây chì này còn dư á, mình làm thêm lá cờ Tổ quốc gắn lên để trang trí cho đẹp. Như vậy là một chiếc lồng đèn lon thời thơ ấu của chúng mình đã quay trở lại. Chúng ta cho thêm đèn cầy và phiếu bên trong của chiếc lon, thắp sáng lên là có thể cho bé nhà mình chơi được. Chiếc lồng đèn này khi chúng ta đẩy đi á, nó sẽ phát cái âm thanh lụp cụp rất là vui tai. Những chiếc lon xoay tròn xuôi ngược nhìn rất là ngộ, trẻ em rất là thích nha các bạn. Trung thu cũng đã đến gần, các bạn nhanh tay làm thử một chiếc cho bé nhà bạn chơi. Mình đảm bảo với các bạn rằng là các bé nhà bạn sẽ rất là thích. Và video ngày hôm nay của mình đến đây là kết thúc. Các bạn nhớ like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký ủng hộ kênh mình nha các bạn. Còn bây giờ mình mến chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo. Xin chào tạm biệt các bạn.